Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nguyên Dương. Hôm nay Nguyên Dương xin gửi tới các bạn bệnh run đũa của gà trong chuyên mục sổ tay thú y của Nguyên Dương. Bệnh run đũa xảy ra khá phổ biến ở nước ta. Nguyên nhân bệnh run đũa gây ra do ký sinh trùng trong ruột non của gà run dài 2,6 đến 70 mm, run cái dài 65 đến 110 mm, trứng hình bầu dục, nhẵn màu tro nhạt. 2. Lây truyền, run đũa ký sinh đẻ trứng trong ruột non gà, trứng theo phân ra ngoài, gặp các điều kiện thích hợp, nóng, ẩm, phát triển thành trứng cảm nhiễm. Có ấu trùng trong trứng, gà ăn phải trứng cảm nhiễm sẽ mắc bệnh run đũa. Sự lây truyền bệnh do thức ăn, nước uống nên chuồng có trứng run đũa cảm nhiễm. Do nuôi nhốt trùng gà nhiễm run đũa với gà khỏe, từ trứng phát triển đến giai đoạn trưởng thành run đũa cần 19 đến 50 ngày. 3. Triệu chứng lâm sàng. Gà nhiễm run đũa gầy yếu, giảm tăng trọng, tiêu tốn thức ăn do run đũa chiếm đoạt chất dinh dưỡng, gà bị nhiễm nặng. Run đũa sẽ gây ra tai biến, tắc ống mật, tắc ruột hoặc run đục thủng ruột. Bệnh nặng ở gà con từ 1 đến 3 tháng tuổi. Bệnh không gây chết nhiều, nhưng gây tổn hại về kinh tế trong chăn nuôi gà gia đình cũng như nuôi gà tập trung. Run đũa còn tạo điều kiện cho nhiễm trùng đường ruột của gà. 4. Chẩn đoán xét nghiệm tìm trứng run, mổ gà chết tìm run ký sinh trùng. 5. Điều trị và phòng bệnh. Điều trị có thể tẩy run bằng một trong các loại hóa dược sau: Levason 7,5%, tiêm 1 ml trên 5 kg thể trọng. Mebendazole 1 gói 2 g trên 4 kg thể trọng. Phòng bệnh, định kỳ tẩy run cho gà 3-4 tháng một lần bằng các thuốc tẩy run nêu trên. Vệ sinh thú y, quét dọn phân rác theo định kỳ và phải ủ phân rác diệt trứng run. Giữ thức ăn, nước uống sạch sẽ, tránh ô nhiễm mà bệnh. Run là bệnh rất phổ biến ở gia cầm như gà, vịt. Cách tốt nhất để phòng ngừa các bệnh do run sán gây ra là dùng thuốc tẩy run. Run sán là một loại sinh vật đa bào, nó sống ở trong cơ thể người hoặc trong động vật. Bệnh run sán ở gà là một bệnh phổ biến và thường xảy ra. Một số loại run khá phổ biến ở gà như run tóc, nơi ký sinh là ở diều của gà. Run đũa thường ký sinh ở ruột non, rồi run ở manh tràng. Bệnh thường gặp, tình trạng này thường xuất hiện khi gà ăn phải thức ăn không đảm bảo vệ sinh hoặc trong các dụng cụ cho ăn, nước uống của gà có nhiễm ấu trùng run sán. Ngoài ra, một nguyên nhân khác đó chính là gà không được tẩy run sán định kỳ. Gà bị nhiễm run sán, gà sẽ có dấu hiệu chậm lớn, xù lông, yếu ớt, thiếu máu, khiến mào và chân bị nhạt màu, kém ăn, đặc biệt gà mái ít đẻ hơn. Nhưng nếu gà nhiễm run đũa thì chỉ có thể phát hiện thông qua xét nghiệm hoặc lấy gà gầy yếu để mổ khám. Nếu thấy ruột gà có nhiều run đũa là đàn gà đang nhiễm run khá nặng và cần phải điều trị. Gà nên nuôi theo kiểu nửa trong chuồng, nửa thả ngoài, rất dễ mắc run sán. Thời điểm tẩy run cho gà tốt nhất là khi gà được 1,5 tháng tuổi. Trước khi xuất bán thì nên tẩy lại một lần nữa để đảm bảo gà sạch, bệnh, khỏe mạnh, đủ tiêu chuẩn xuất chuồng. Cách tẩy run, trước tiên chúng ta cần xử lý run và ấu trùng trong cơ thể gà. Bà con có thể dùng một trong các loại thuốc như Mebendazole hoặc Levanimison hoặc Ivermectin. Tốt nhất là nên dùng thuốc Mebendazole trộn vào thức ăn buổi sáng cho đàn gà 2 lần, lần nhắc lại cách lần đầu 4 ngày. Bên cạnh đó cần cho gà uống Morsicolit với liều 1 g trên 10 kg trên ngày. Thuốc được sử dụng liên tục trong khoảng từ 3 đến 5 ngày. Cho gà uống thuốc làm 3 lần trong ngày.
một lần sáng, một chiều tối. Bên cạnh việc sử dụng những thuốc đặc trị thì các bạn cũng nên cho gà sử dụng các loại thuốc bổ để tăng cường sức đề kháng, điển hình như men vi sinh, các khoáng chất thiết yếu và vitamin. Hậu quả gà không được tẩy giun là rất nặng nề. Đối với gà, việc tẩy giun được thể hiện theo định kỳ khoảng 2 mắc bệnh giun sán, từ đó giảm sức đề kháng, gà gầy đi, ốm yếu và chết dần do không còn chất dinh dưỡng. Gà bị giun hút máu nên sẽ xuất hiện thiếu máu nhẹ. Bệnh giun sán ở gà làm giảm sút, gây thiệt hại cho năng suất trong chăn nuôi rất nhiều. Chính vì vậy, cần nhớ tẩy giun sán định kỳ để bảo đảm gà không bị giun. Trước tiên, các bạn cần chú ý vệ sinh chuồng trại, chỗ ăn, chỗ uống cho gà sạch sẽ, không cho gà ăn và uống thực phẩm bẩn ôi thiêu. Để chuồng gà ở những nơi thoáng mát, có ánh nắng để tránh tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn và ấu trùng giun phát triển. Sử dụng những loại chất độn khô như trấu, mùn cưa trên nền chuồng gà để giúp làm khô, khử mùi cho chuồng. Phun thuốc sát khuẩn định kỳ cho chuồng gà. Thuốc sát khuẩn tiêu chuẩn được người ta sử dụng nhiều nhất hiện nay đó chính là thuốc Betaquam. Ép phun với liều 6ml trên 1 lít nước, phun khoảng 50m², tẩy giun định kỳ. Trên đây, Nguyên Dương đã chuyển đến các bạn về bệnh giun đũa ở gà, cách phòng và chữa. Rất mong các bạn chú ý theo dõi, lắng nghe và làm cho đúng. Đồng thời, mong các bạn chia sẻ video để mọi người cùng biết. Cuối cùng, xin chúc quý vị và các bạn có nhiều thành công trong công việc chăn nuôi. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video.